Chào các bạn, đây là video mở hộp chiếc máy đo khí Garnet Pico Clipping N, một trong những dòng máy khá nổi tiếng của BWK. Như chúng ta đã biết thì BWK có một vài nhà máy ở Brazil, Mexico, Mỹ và Canada. Mà chiếc Pico Clipping N này được sản xuất tại Mexico. Về ngoài chúng ta có một chiếc hộp rất là đơn giản và nhỏ gọn. Trong đó thông tin một vài thứ như là hãng BWK Technology by Honeywell. Honeywell đã mua lại hãng này từ rất lâu rồi. Và một mã vạch kèm với xuất xứ của hàng hóa. Đây là bên trong hộp. Bên trong hộp thì chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng, một cái đĩa cũng là hướng dẫn sử dụng, và mặt sau của quyển hướng dẫn sử dụng chúng tôi có bảng quyển, có hai quyển bên trong, một quyển là hướng dẫn sử dụng và một quyển nó là cái supplementary material, trong đó thì có các chứng nhận và các chứng chỉ do các tổ chức đánh giá hoặc là một thế giới cấp. Ngoài ra thì bằng một cái cạc warranty bảo hành và một cái quality and condition report. Trong cái report này thì chúng ta có một cái bản hướng chuẩn liền kèm theo. Tức là một chiếc máy của hãng BWK bất kỳ hãng nào trước khi xuất xưởng đều có một cái chứng nhận, một cái report về hướng chuẩn kèm theo trong hộp này. Tiếp theo là một cái Direction of Conformity, một cái cam kết về chất lượng hàng hóa. Chúng ta có một cái cục sạc. Đây là sạc nguồn switching, nguồn có thể dùng với điện áp từ 100-240V, đầu ra là 6V, dòng 500mA. Một chiếc sạc dùng cho toàn bộ thế giới, tải 2 chân cắm. Đây là máy của chúng ta, một chiếc khá nhỏ gọn. Trong một máy thì kèm theo đó là một cái cây vệ sinh kép. Khi mà chúng ta hiệu chuẩn với chai khí thì